Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mấy mẹ con đi ăn với lỡ có hẹn cho Linh đi ăn chung với cả nhà. Mà từ cái chỗ nhà Linh lên tới đây thì lái xe cũng khoảng 35 phút mà. Cái chỗ này thì chưa bao giờ đi qua bao giờ. Tại vì cũng không có ăn nhiều á, cái chỗ này kiểu đi buffet á nên ăn thì sẽ nên cũng không dám ăn. Đó là lần đầu tiên đến chỗ này nha, của quay cho cả nhà coi. Hẹn chị Linh là 5 giờ có mặt ở đây. Rồi xong bây giờ tới rồi cả nhà, để mấy cái U-turn xong rồi vô tới nhà hàng quay cho cả nhà coi nhé. Thôi đi vô cửa nào con, cửa bên này hả? Nắng lắm cả nhà, hôm nay 100 mấy độ luôn á. Mình vô tới trong rồi nha cả nhà. Cô này đang có dẫn lấy đồ. Kiss me. Mình vô nha, giờ mấy chị em ra lấy đồ ăn nha cả nhà. Nó sẽ gớt không? Có yeah. có gì chị? Cái này vừa chưa nha. Vừa thịt bò, đủ với loại thịt bò hết nha cả nhà. Ở bên đây là trứng mực. Trứng ở này á, trứng vịt hay trứng gà? Em nghĩ trứng gà chị. Sao mà bự dữ hả? Em không rành lắm. Chỗ này lần đầu tiên mình tới đây luôn. Ủa, có liếm quá hả? À, tiếng Anh là thích chạy. Nhiều đồ đồ biển, siêu phút. Có cá, trứng cút, mực, ớt, tôm. Thì là gì ta? Dumpling. Let's make seafood, make yes. Hot soup. Yes. Tôm nè, oh my god. It's huge. Rồi tôm bự nè. Tôm bự nè. Crawfish mussel. And oyster. Cua nào gạch không cả nhà. Dẫn không? Dạ đó. Ghẹ. Đúng rồi, ghẹ. Bên đây là thịt nè cả nhà. Đủ các loại thịt đó. Bò. Tôm, salad. Nó mình nhà đây rộng lắm nha cả nhà. Trên đây cái privacy. Mình đi ngày thường chắc giờ này còn sớm mà vắng mà. Đây này nó mở tới 11 giờ đêm rồi. Em chỉ chọn cái súp cay. Cái nước súp cay thôi. Ồ, hai chị em mình giống quá vậy. Giờ thì ăn cái súp này thịt heo nè. Thank you. Trong đây nó hơi mờ, thông cảm nha cả nhà. Đây seafood. Chị lên tên là vô rồi, lo kiếm ăn rồi. Chào cả nhà nha. Chỗ này em với chị lần đầu tiên tới luôn. Lần đầu tiên tới đó. Mà cũng ok gì ha. Một người như vậy là để chưa biết, không biết. Để lát ra tính tiền xong mình trả lời. Mà một người bao nhiêu em nghĩ vừa mấy chục đồng. Ok lắm, cái nhà đồ ăn vừa barbecue cũng không cũng được mà ha, mình muốn vừa barbecue cho hot pot luôn cũng này. Được. Tôm bự ha. Mọi người cái nước bro khác nhau hết. Bỏ vô cả nhà. Mà bên này thịt nướng. Trong đó có món chân gà hấp cũng hấp dẫn thôi nha. Được không chị? Hấp dẫn không, có nhà nó sôi. Wow. Ba nồi, nồi nào cũng sôi hết á. Ê, đúng rồi, má rồi. Em phải bắt nước kìa, bỏ sữa đồ biển vô đó chứ. Có chưa nè. Mời cả nhà ăn nha.
Mời cả nhà. Cái đồ ăn này nó tươi tươi lắm nha cả nhà. Giờ không có vừa chống được cái bàn chút rồi nha cả nhà. Nói chứ mình ăn nhiều mình lấy nhiều, không có bỏ lấy nhiều mà bỏ mang tội chết. Em vậy thôi, em dạy con em nhỏ lớn ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, thà đi em đi theo con em đi nhiều lần lại lấy chứ không lấy một nhiều một lần ăn hết bỏ mang tội. Để bắt đầu cái chị chống rồi nè. Mời cả nhà nha, mời hoài. Chân gà, cái này thích chân gà nha. Món này bóc không? Đây là ớt cái mùi vị khác hả? Sức, bầu gõ đó. Cho nó được ha. Cho mọi người mở cái nồi súp nhỏ, nếu mà hết á người ta lấy cái súp đổ vô cái nồi cho mình tiếp. Nói chứ vô đây đồ ăn nhiều, ăn không nổi. Đi một vòng là vòng thứ hai rồi đó. Không nổi cả nhà ơi. Mình đi một vòng thôi, đi vòng thứ hai là đã bể bụng rồi. Mà nóng quá. Đi rửa cái tay, cột cái tóc luôn. Sợ cái vị khác nha cả nhà. Mình nên cho mấy đồ ăn mình quên để ý nó khác khác rồi. Cô đó cô đến đổi cho chị khác. Chị lên lấy cái gì đi chị? Mời cả nhà nha, mời lần thứ 4 hay 5. Giáo Quỳnh mời Giáo Quỳnh nha, Giáo Quỳnh quên nữa rồi. Mẹ ham ăn quá. Ngày mẹ em với anh xã em đi Phú Yên về rồi. Dạ. Con phải bóc cả nhà, con cảm nha, hơi lộ. Hôm nay nó làm đèn nó mờ neon không à. Nóng quá. Nóng quá cả nhà. Có phải con ăn không? Ăn gì lớn, ăn gì sớm không? Ăn chay no rồi cả nhà. No quá cả nhà, nhưng mà đợi cho nó xuống một chút. Chị mình người ấy xình không ăn được nhiều, bởi vì ít ăn cà phê, ít. Mà muốn đi quay cảnh này cảnh kia cho cả nhà chứ. Thật ra cũng không có đi đâu. Đi là dẫn con đi ăn tầm cho chàng biết cái này biết kia. Ở nhà cũng tội nghiệp, biết gì thôi. Nay vắng hả chị Linh hả? Nay vắng quá, nhà đi ngày thứ năm vắng. Để em quay cho cả nhà coi nha. Rất cool. Tại vì mình đang thắc mắc cái cây này, không biết nó để ngay chỗ cái lò nướng để làm gì. Mình hỏi cô làm trong đây, cô nói là để chữa lửa. Tại vì nhiều lúc mình nướng đồ ăn nó cháy, cái nước nó phun xuống nha cả nhà. Thắc mắc cái cây này nãy giờ. Hay hả chị ha? Ốp đem rồi kẹp, em đẹp cái kẹp cái điện thoại vô, em quay YouTube luôn. Đó, hôm nay mình đi ngày thường nó vắng nha cả nhà. Mà cái đi chỗ này chắc bút kèm chắc đông lắm á. Em lên chợ nó quay cho cả nhà coi cái. Dạ. Đi cái chỗ này khu du lịch hành trình đi vắng làm sao không biết. Mà ngày thường vẫn ok, đồ ăn rất là được như cả nhà. Cái thịt bò nè. Cái mà sao nó không được đẹp. Nó dưới này cũng lạnh chứ ta. Nó steak được cũng ok lắm. Đồ biển seafood nha. Đi vòng cho cả nhà coi. Cua rồi cả nhà.
đủ các loại phe mà có sẵn. Tôm rất là tươi bự luôn. Mussel. Chân vịt, chân vịt sau cái bộ chân này, chân ớt, còn đủ cái loại thịt bò nha cả nhà. Nhiều lắm. Hôm nay là đồ chán miệng nha, kem nha cả nhà. Bây giờ bên phai với đồ chiên, mì gói, mì udon, phở, đủ cái loại trái cây, rau cải nha cả nhà. Cái này vừa nướng mà vừa hot pot luôn. Đây là mấy cái đồ gia vị mình tự nêm, mình thích cái sốt nào mình tự bỏ. Đồ tráng miệng nha cả nhà. Bánh này, trái vải, trái nhãn, dưa hấu, chân gà, kim chi. Ở đây cái chỗ này nè, mình tự mình pha sốt, mình thích ăn cái sốt loại nào mình tự pha nha cả nhà. Mình đi ngày thường, chị lên với mấy đứa con là no rồi nè, đó. No rồi. Hai chị em ăn no quá các nhà, nó sạch sẽ hết rồi. Chứ đến đây chị không ăn được nhiều, mình đã ăn ít thì chị Linh cũng ăn ít, con trai cũng không ăn ít. Đang cường mình cho game, cho điện thoại cường mình chứ lâu như hẹn dẫn con ra ngoài ăn cho biết chỗ này chỗ kia, rồi hai chị em lâu cũng gặp mặt, lâu lắm rồi, cách đây mấy bữa. Lâu lắm, cách đây mấy bữa nhưng mấy hôm thứ hai. Dạ. Hôm nay thứ năm. Dạ. Trời ơi, lâu quá trời lâu rồi. Dạ. Nên hai chị em ngủ với nhau đi ăn ở đây nha. Rồi thôi, được video rồi cả nhà, cho hai chị em chào tạm biệt ở nhà, hẹn cả nhà ở next video nha. Chào thứ bảy gặp. Hẹn thứ bảy gặp nữa nha. Dạ.